mùa này có quá trời hoa cả vàng luôn. Mình đi dọc đường mát mắt dễ sợ. Chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Fly hoặc là Linh Hà Lan. Tụi Linh đang đi Bỉ, thì cái thành phố này á, tiếng Hà Lan á là Lauk, còn cái tiếng Pháp là Lierse, nên không có phát âm đúng nha. Nhưng mà mọi người coi cái tựa đề thì mọi người sẽ biết tên của nó. Cái thành phố này nằm ở miền đông nước Bỉ, nằm cái trên cái con sông Mersey, tại nơi hợp lưu của nó với dòng sông Arthur. Thì nơi đây á, là một cái nơi sinh sống từ thời tiền sử và được người La Mã gọi là Leodium. Ở đây có nhiều nhà thờ nè, ở bên châu Âu thì lúc nào đi chỗ nào cũng có nhiều nhà thờ hết đó cả nhà ơi. Và ở dưới thời của về cái Brussels á, thì đây mình đó có giới sao thiệu không cái ai chỗ thấy bán sao bánh này. Còn ở đây á, trong clip này mình thế chỉ thì đi tên nó chơi hiện vòng vòng của thành phố, khám phá thành phố, những cái con ngõ của nó thôi, cho nên không có giới thiệu về bánh waffle cho mọi người xem được. Đây là cái bản đồ cũ cả nhà, còn đây á là cái bản đồ mới của thành phố này. Thành phố này là Lauk Waffles. Cái waffles là cái bánh waffles mình ăn đó, của cái lauk là nghĩa là gì anh? Lauk là biến à? Ok, còn đây á là mình đang ở cái chỗ này. Ja, bij dat groene i'tje. Groene i, daar zo, ja. En dat is dat gebouw. Là đây. Nee, ở đây daar. hả? Ja. Chết rồi, sai chân á. Nói chung là ở đây. Và đây là cái chỗ mà tụi mình đang ở. Và đây là cái này á, không phải là cái hotel hoặc là cái gì đâu nha, mà cái này là chỗ để mình hỏi thông tin, để biết về thành phố hoặc mấy cái bản đồ đó cả nhà. Từ bây giờ mình tại cái thành phố này rộng lắm, cho nên bây giờ mình phải có cái bản đồ để mình đi ra và mình đi tham quan thành phố này. Đây 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 là đây cái đây đây mô đây hình, đây 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 là cái mô hình của trung tâm thành phố, cái nhà thờ của trung tâm thành phố. Và bên đây thì có rất là nhiều thông tin. Đây là chữ lao mà mình chưa có tìm ra nghĩa của cái từ này nha. Và đây là cái bánh waffle, nó ghép lại chữ lao với cái waffle này thành tên thành phố.
Ok, cảm ơn. Mình tiếp tục đi vòng vòng thành phố, chỗ nào đi bộ được thì đi bộ, còn chỗ nào không đi bộ thì mình lái xe. Ở đây á, cả nhà đã phát triển và có rất là nhiều xưởng đúc sắt thép, xưởng thủy tinh nè, mỏ than, nhà máy sản xuất vũ khí và nhà máy luyện đồng. Nó đã trở thành một trong những cái cảng quan trọng nhất ở châu Âu, tự nhiên phát âm sai, và nằm trong số các trung tâm đường sắt lớn nhất ở Bỉ. Cái chỗ này á, mình tại vì mùa này á, mình nhìn nó hơi xám xịt một tí, chứ Linh nghĩ là cái mùa khác thì ở cái dòng sông này nó cũng rất là đẹp. Ở đây thì Linh nói rồi đó, có nhiều cái nhà thờ lắm. Và nhà thờ lớn, nhà thờ cũ là của tu viện St. Paul, chứa những cái thánh tích của Thánh Lambert nè, Charles the Blood. Và có rất là nhiều nhà thờ theo cái phong cách La Mã. Từ cái chỗ bãi giữ xe đi ra, tưởng là thấy cảnh đẹp nhưng chưa gì hết là thấy quá trời công trình luôn cả nhà. Đường ở đây sửa rất là nhiều. Thành phố bây giờ là đang mùa xuân mà nhìn nó xám xịt nè. Đó có một cái cửa hàng bán thịt. Thành phố này chắc cũng cổ rồi, sữa quá trời sữa. Bây giờ là khoảng 12 giờ trưa đó, nhưng mà mình nhìn á thì giống như là 4-5 giờ sáng á. Cũng may á là còn có nắng lên á, nếu không á là mình quay vào cái không khí này thực sự là rất là quải luôn cả nhà. Lại sửa đường. Hello, bác khai ra tu. Ok. Dạ. Cầm gì máy? Cầm gì máy? Okay, it comes from say This is my bound. This is my bound. It comes from me. Oh, it's so fast. Cả nhà nhìn đi. Ở đây là có rất là nhiều tòa nhà cao tầng. Nhưng mà rất là nhiều công trình mà giống như nói rồi đó, đang sửa chữa cho nên nhìn nó bớt đẹp đi cả nhà. Con chó này nó lùng xịt à, chắc nó là phải cần đi cắt tóc quá. Mình đi tìm chỗ đi ra trung tâm. Trời ơi, con chó nó làm hết hồn luôn. Những điều mình rất là hiếm thấy khi mà ở Hà Lan là chó sủa lớn, hoặc là bóp kèn thì bên Bỉ là có. Đây là cái công trình mà mình đi nãy giờ nữa, là mình thấy nó sửa là từ đằng kia cho tới đằng này luôn cả nhà. Quá trời xa. Bên đây nữa. Ít nhất là bây giờ. Miskin phần là linh cực cắn. Miskin phần đây linh cực cắn. Miskin phần hier. Nên mình không thể tuổi. Ok. Oh, waffles. Đây, chỗ bán bánh waffles, patat.
Ở đây bán gì đây ta? Mà người ta đứng người ta mua đồ ăn quá trời luôn. Bánh ngọt đó cả nhà, bánh waffles, bánh truyền thống nữa nè. Và thành phố này á, thì người ta cũng nói tiếng Pháp nha. Cho nên từ hồi tháng 2 cho đến bây giờ mình đi á, mình cảm giác giống như là mình ở chỗ đi qua Pháp gì đó. Đây là tiệm bánh mì. Wow, bánh mì hấp dẫn. Ai ăn bánh mì không kìa? Hỏi đi tiếp. Beautiful. Ok. Mình đợi đi qua đường, nhưng mà đi qua phía này thì dễ hơn. Người ta ngồi người ta ăn ngoài đường bất thường. Hey, will you still leave it? Yeah. Still leave it for the ở đây có mấy cái con đường nhỏ nhỏ như vậy. Má mới tính hỏi tụi con là đường này có xe không, hay ngồi có xe. Mình đang ở cái chỗ này, mình lạc vào cái chỗ này thôi, chứ không phải là mình cố tình đi vào chỗ này. Thì ở đây họ có một cái gọi là cái triển lãm về các con vật, nhưng mà mình không thấy vật, mình thấy chỉ có quảng cáo bia thôi, cỏ bốn lá và cả bên này nữa. Nhà tụi Linh á đang kiếm cái đường đi lại cái chỗ mà có cái cầu thang 300+ bậc đó cả nhà, thì mình đi tìm. Cái chỗ triển lãm không nha. Nếu mà có triển lãm thì mình vào coi, còn không thì mình đi vào chỗ khác. Đây là phía ngoài cái khu triển lãm đó cả nhà. Thành phố này nhìn có vẻ rất là đông dân đó cả nhà hả? Ồ. Thôi đi đi, người ta cũng đang quay phim. Mình không phải là người du lịch duy nhất ở đây. Oh. Hello. Linh cảm ơn cả nhà theo dõi clip của Linh. Bây giờ nhà Linh đi tìm một cái nơi có cái cầu thang thật là dài. Chúc cả nhà thật vui và hẹn gặp lại cả nhà lần sau nhé.